Theo kết quả báo cáo, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2022 ở Việt Nam cho thấy Lâm Đồng là một trong năm tỉnh thành phố trong nước hấp dẫn người dân từ các địa phương khác tới sinh sống. Cụ thể hấp dẫn nhất là thành phố Hồ Chí Minh, chiếm tỷ lệ 18,3%, kế đến là Hà Nội, tỷ lệ 12,5%, Đà Nẵng đứng thứ ba với tỷ lệ 9,7%, Lâm Đồng xếp thứ tư với tỷ lệ 6,3% và Bình Dương đứng thứ năm với 3,8%. Là một trong năm tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, nên Lâm Đồng sở hữu nhiều điểm tham quan du lịch và nghỉ dưỡng phong phú nổi tiếng. Năm trọn vẹn trên cao nguyên, khí hậu Lâm Đồng quanh năm mát mẻ, dễ chịu, được nhiều người lựa chọn là điểm du lịch, nghỉ dưỡng lý tưởng. Đây là một trong những lý do giúp Lâm Đồng trở thành địa phương được nhiều người muốn chuyển tới sinh sống. Với đặc điểm khí hậu ôn hòa, Lâm Đồng có nhiều lợi thế trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch thành phố Đà Lạt nổi tiếng với không khí trong lành, thực phẩm tươi ngon và cảnh quan đẹp. Nhiều người thích ghé thăm Đà Lạt vào mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 khi khí hậu mát mẻ, khô ráo và không quá lạnh.